gì vậy? Hả? Nhưng bắp với mỏ anh vậy? Nhưng nắm lỗ ta anh vậy? Đồ ăn của em đâu? Đồ ăn gì? Đồ ăn mới nãy đâu rồi? Em đang ngủ mà ăn gì? Ôi trời ơi, em đang mớ hả? Ây da, em đau bụng quá anh ơi. Đói lắm hả? Đau bụng quá, đau bụng luôn rồi đó. Em muốn ăn gì, muốn ăn gì? Cái gì nãy nè em thấy ngon lắm nè. Gì? Nhớ rồi, cốc ngâm. Trời ơi, cốc ngâm đúng không? Dạ. Trời ơi, tưởng ăn gì ăn mới nó dễ ẹt. Em chạy ra ngoài trường học mà mấy đứa tiểu học nó học nè, rồi anh mua cho. Dạ, đi nhanh về nha anh ơi. Đi nhanh nha. Ủa mà khoan. Cái gì? Vậy giờ 12 giờ ai bán cốc ngâm nữa? 12 giờ đêm không phải 12 giờ trưa đâu. Ủa, em thèm lắm, hồi nãy á em thấy nè, cốc ngâm mà trong cái tô bự vậy nè, mà cốc ngâm với này nước đường á ngon, nó vừa chua chua mà nó vừa ngọt ngọt, chấm miếng muối cái ăn. Ôi ơi, chảy nước miếng luôn á. Cho em mua cho em đi cốc ngâm á. Mà bây giờ khuya rồi không có ai bán hết nên đâu đi mua được. Ăn cốc ngâm à. Cốc ngâm gì vậy? Cốc ngâm à. Em làm gì vậy? Làm gì vậy? Mua cốc ngâm cho em không? Thôi được rồi. Không mua lại em ăn người em gói rồi. Gì vậy? Lên đi mua cho em không? Thôi đi mua, đừng ăn, trời ơi. Thôi đi mua liền đi. Trời ơi, tôi khổ ghê, giờ này 12 đêm ai bán, trời. Đi mua nha. Rồi, đợi anh xíu. Đi mua cổ được về nhà nghe chưa? Trời ơi, thôi đi. Em thèm quá à. Em thèm thì em muốn ăn gì thì em mua đi ăn đi. Gì vậy? Trời ơi, gì hai bay làm thiệt ghê vậy? Giờ muốn sao? Em ổn không? Gì vậy? Trời ơi, em lên cơn nghiện hả? Tự nhiên. Gì vậy? Em thèm cái món này kỳ quá. Em thèm đi đi mua. Bình tĩnh, thèm đi mua đi mua. Em thèm. Đau. Em thèm cái gì anh cũng chiều đúng không? Ừ đúng rồi, bây giờ em muốn ăn gì anh cũng mua hết được chưa? Anh nói nha. Ừ. Em thèm á. Trời ơi, cái gì vậy? Em không thèm gì nữa. Em chỉ thèm cắn thịt anh thôi. Em bình tĩnh, bình tĩnh. Em bình tĩnh. Bình tĩnh. Chú ơi. Con ngu con, chú ơi. Anh cứ chạy đi. Anh không bao giờ thoát khỏi tay em đâu. Trời đất quỷ thần ơi. Nó mới có ốm ngán mà nó thèm tới cái món thịt người luôn đó hả? Mình dẹp cái điện thoại đi. Anh kể cho mình nghe một cái chuyện này, nó khủng khiếp luôn. Sao vụ gì? Trời ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ anh mới chứng kiến luôn á. Sao cưng? Nó khủng khiếp lắm. Mà cái gì? Trời ơi, tự nhiên nó khủng. Chồng Lâm em sợ quá. Mình có biết cái con gì mà thường nó ăn thịt đồng loại nhau? Con gì cũng có thể ăn được á, tại vì nó đói là nó phải ăn à. Đúng rồi, nó đói là nó quốc nhau đúng không? Nhưng mà có một con không thể nào ăn thịt đồng loại, đó là con người. Đúng rồi. Nhưng mà nó sợ luôn. Hả? Trời ơi. Người ăn người tại nhà mình luôn, tại quán cà phê mình luôn hả? Trời luôn. Trời ai vậy? Nó bay vô rồi nó chụp cái tay nó làm cái phắt. Trời ơi. Sát sống đã có. Sát sống ở Việt Nam hả? Zombie. Trời ơi. Coi. Một xíu. Thôi. Không chuyện này thật mà. Em biết ai không? Ai vậy? Con Mai ăn thịt thằng Phong. Con Mai đâu có chữa mà. Không biết. Thằng kia đang đứng như nào nó bay rồi nó tắp cái bắp bắp. Nó rượt. Thằng kia phóng lên trên lầu. Trời, zombie đâu có chữa được. Con Mai đâu phải là zombie đâu. Mà nhưng mà bây giờ lỡ cho nó mướn nhà rồi, có khi nào một ngày nào đó chồng nó bị ăn hết thịt chồng nó xong nó ăn qua tới vợ chồng mình không? Thì đó. Nó bị ốm ngán mà nó tôi thèm tới mức độ mà nó ăn thịt người luôn á. Trời. Nó ốm ngán à? Mình anh hỏi nè. Hồi lúc mà mình ốm nghén thằng Tú á, mình có thích ăn thịt người không vậy?
cái đó em không biết nha. Ốm ngán Tú là mê man bất tỉnh đó. Nhưng mà lỡ sắp tới mình ốm ngán với anh là sao? Hên xui đó. Bây giờ khoa học phát triển lắm, không biết đâu mà lường đâu. Mà không, em không tin đâu. Con Mai thấy nó... Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Chào cô, trời. Thấy chưa? Đấy, đây là chứng cứ nè, bề nổi nè, còn bề chìm còn khủng khiếp hơn nữa. Trời Mai, trời con dễ sợ vậy đó hả Mai? Nó sung sướng vậy đó mình. Con, rồi nó ăn thịt con sao vậy? Dạ chỗ nào có da rồi cho nó cắn hết đó. Chết rồi, nó cắn hết da rồi. Dạ cô chú cho hỏi chỗ nào chích người cô chú. Con đi đến liền cái chỗ thú vật á. Không sợ thú, phải thú y sợ. Cái gì thú? Cái gì Buster. Đi liền. Buster. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn cô chú. Nó còn lên cơn nữa cô ơi. Chết tôi rồi.